Quê với những đại gia mà có những ngôi nhà như này thì tuyệt quá anh em. Nhà đẹp, ôi đẹp. Sân đẹp. Em quay review để anh em cũng thấy một cái ngôi nhà trong đó em đang đi lắp karaoke của một anh trai. Nhà đẹp quá anh em ạ, không gian rộng. Đó, không gian rất rộng. Cất ngọn đại lộ. Anh có thể giảm được nâng tiếng được. Sau này anh quản lý hết cái nâng tiếng nha, nó dễ. Hello. Tuổi thơ chân đất vui, bóng hòn đại lộ, đèn điện bóng mờ nhạt nhòa, hồn lắm tâm tư, đi vào đi vào, đường về nơi chung thôi, mang lối tiếp cho ta. Phiêu đấy, có vẻ phiêu đấy. Ngày lao thành trong tay. Let's go.